Đang xin chào bạn. Tôi này đang xin giới thiệu các bạn bộ cần và máy. Và đang xin dạng tặng thêm lưỡi tứ cùng săn hàng đánh câu xa bờ. Bạn xem tứ này đang tặng hàng tặng nhưng mà đẹp lung linh luôn. Rất đẹp. Bạn nhìn nào. Đẹp ạ, đang tặng đấy. Đây gọi là dáng mắc lai. Tiếp đến là máy. Rồi, máy Sendona 8i. Máy tỷ lệ truyền 4.9.1 tải 11 cân, trọng lượng có 615 gram, đi là 3 cộng 1, vòng khu dây nhé, khu dây của nó là một vòng quay tay thu được 94 cm, gần 1 mét nữa. Một vòng quay này, một vòng tay quay này, là thu được 94 cm. Máy này không quay, chỉ quay một chiều ấy, không có chốt hãm, quay một chiều. Rất đẹp, máy rất đẹp ạ. Máy Simno Sendona 8000 ở Malaysia. Đây máy. Tiếp đến là cần nữa. Spin Power và Shimano China sản xuất 4m25, này cứng, bạn đánh xa bờ ok. Xuất chui gần này. Bát máy cao, Hải đang phát sinh miễn phí hạ bát cho các bạn. Bát gà máy đấy, quen bát Fuji các bạn. Fuji đây. Quen đấy, quen khuyên bát Fuji hết các bạn nhé. Đầu alo ngọn định vị quen gì quen đấy. Đốt 1, đốt 2 đây, định vị quen đốt 2. Đánh dấu để thẳng này các bạn, không phải cho khoen thẳng hàng ấy. Còn mới nguyên. Đốt ngọn này Bali các bạn. Đo bạn thôi.
Bali. Đây, vừa rồi đang xin giới thiệu các bạn cái bộ cần máy và đang xin tặng lưỡi thứ 12 dáng Mắc La. Đang xin chào và hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Đam Fishing.